gần 3 năm nay, gia đình chị Võ Thị Gái ở xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã không còn giải phân cho lúa nữa mà chỉ áp dụng kỹ thuật bón phân dưới sâu. Tuy ban đầu có gặp một số khó khăn, nhưng chỉ sau vài ba vụ, chị đã trở nên yêu thích và thành thạo kỹ thuật này. So với cách giải phân mà chị làm trước đây, kỹ thuật bón phân viên dưới sâu có nhiều ưu điểm hơn. Đó là chỉ bón một lần, bón một loại phân, phân ít bị rửa trôi hay bay hơi. Tuy nhiên, điều mà chị yêu thích hơn cả đó là hạn chế chi phí phân bón, nhưng năng suất vẫn đạt cao hơn. Trước đây toàn bón phân N3K thì không được hiệu quả vì bón là nhiều loại phân trộn quá nhiều, mà cả nước khi bón là phải nước cho khô. Vì bón được phân, nếu bón mà đôi nước to thì trôi đi hết. Mà chứ sau đây thì bón phân dùi tốt và cả làm thêm năng suất. Một vụ là chỉ có bón được một lần thôi, mà cả năng suất mà cả được thêm. Trước khi là một sào là bón N3K là một sào chỉ có được từ 10 đến 15 thúng, mà chứ bón phân thì có khi một sào được 20-25 thúng. Bón phân viên dưới sâu cho lúa là một kỹ thuật mới xuất hiện ở nước ta chỉ trong vài năm trở lại đây, và cũng chỉ có một số địa phương áp dụng như Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Từ việc tham quan trao đổi kinh nghiệm sản xuất ở Bangladesh, các nhà khoa học ở nước ta đã nghiên cứu triển khai thí điểm kỹ thuật này ở trong nước. Hiện nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu và sản xuất thành công loại phân viên phù hợp với điều kiện sản xuất canh tác của nước ta. Phân viên dúi sâu là loại phân tổng hợp cả ba yếu tố đạm, lân và kali. Các yếu tố này được trộn theo tỷ lệ thích hợp và được nén trong bùn đất. Qua thời gian 3 năm kể từ khi thực nghiệm đến nay, kỹ thuật dúi phân viên đã chứng minh được tính ưu việt và hiệu quả kinh tế xã hội của nó. Đó là hạn chế lượng phân bị mất mát do bốc hơi hay bị rửa trôi, giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. Với những lợi ích về nhiều mặt, nên kỹ thuật bón phân viên dúi sâu đã được Hội đồng Khoa học Quốc gia công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Với sự kết hợp giữa tổ chức IDE và Bộ môn Thủy nông canh tác Trường Đại học Nông nghiệp 1, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm ở 3 tỉnh, đó là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Thanh Hóa. Cái kết quả thử nghiệm của nông dân cũng như là tất cả những kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì đã thấy cái kỹ thuật bón phân này hoàn toàn phù hợp trên đồng đất Việt Nam. Và hiện nay thì kỹ thuật này đã được chuyển giao cho người nông dân. Cái phương pháp bón phân vãi truyền thống của nông dân ta trước đây thì hiệu suất sử dụng phân đạm chỉ đạt được 30%. Trong khi đó thì chúng ta bón phân viên sâu, cái hiệu suất sử dụng phân đạm đã đạt 70%. Đó là kết quả nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Phân bón Quốc tế và thực tế trên đồng đất Việt Nam khi mà chúng tôi làm thí nghiệm ở 3 tỉnh cũng như ở cánh đồng thí nghiệm của Trường Đại học Nông nghiệp 1, thì điều đó cũng phù hợp với những kết quả nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Phân bón Quốc tế. Trước đây là chúng tôi làm ruộng thì bón phân đơn, thì sản lượng của phân đơn thì hàng so sánh với là bây giờ tôi làm phân viên. Trước đây làm là một sào như vậy thì có đến 1,5 tạ đến 2 tạ. Và sau khi đến năm 2000 là tổ chức IDE đến đây và cho chúng tôi tham dự cái chương trình phân viên, thì tôi có làm thử. Đầu tiên là làm thử nửa sào thôi và tôi thấy hiệu quả thì hàng rất là rõ rệt, cho nên đến năm 2001 tôi quyết định làm đến mẫu. Và kể từ đó cho đến nay thì cái sản lượng lúa của tôi lúc nào cũng tăng, từ 2 tạ đến 2 tạ 7. Đó là tôi lấy trung bình từ ruộng xấu cho đến ruộng tốt. Có lợi cho người dân là thứ nhất là ít cỏ này, thứ hai nữa là hàng không lo sợ cái mất, nhất là nước. Giống như nước trước đây là phải lo đi chăm hàng ngày, nhưng bây giờ là chúng tôi không lo sợ cái về nước nữa. Và về cái cỏ là rất là bảo đảm, giảm cái công lao động của người nông dân. Do hiệu quả thiết thực nên thời gian qua, Tổ chức Phát triển Quốc tế gọi tắt là IDE đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật này đến với bà con nông dân. Từ chỗ chỉ có vài chục hộ tham gia thí nghiệm,
thì nay đã có gần 3.000 hộ nông dân được tham gia tập huấn và đều áp dụng tiến bộ này trên đồng ruộng của mình với tổng diện tích khoảng 290 hectare. Hầu hết các hộ gia đình áp dụng kỹ thuật này đều mang lại hiệu quả, đó là tăng năng suất, tăng lợi nhuận so với cách bón phân vãi thông thường. Hiệu quả kinh tế xã hội của kỹ thuật bón phân viên rúi sâu là rất rõ. Tuy nhiên, hiện nay bà con ở nhiều nơi chưa hiểu biết kỹ thuật này. Để giúp bà con nắm bắt và áp dụng có hiệu quả, chương trình của chúng tôi kỳ này sẽ phổ biến cùng bà con kỹ thuật sử dụng phân viên rúi sâu cho lúa. Kỹ thuật bón phân viên rúi sâu cho lúa gieo thẳng. Lúa gieo thẳng, hay còn gọi là lúa xạ, được áp dụng nhiều trong vụ hè thu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Bà con lưu ý là nên áp dụng bón phân viên rúi sâu với các giống lúa cao sản, thấp cây, bộ lá cứng và thẳng đứng, cây cứng và ruộng chủ động nước. Bón phân viên rúi sâu cho lúa gieo thẳng tốn ít công mà năng suất vẫn đạt bằng, thậm chí cao hơn lúa cấy. Để áp dụng kỹ thuật bón phân viên cho lúa gieo thẳng, bà con làm theo những hướng dẫn sau. Chuẩn bị ruộng, làm đất. Để áp dụng kỹ thuật bón phân viên, bà con nên lựa chọn ruộng thâm canh lúa gieo thẳng, chủ động tưới tiêu. Làm đất kỹ, tăng số lần bừa cho mặt ruộng thật bằng phẳng. Lên luống. Sau khi làm phẳng mặt ruộng, để cho lắng bùn rồi chia thành từng luống theo chiều dọc của ruộng. Mỗi luống rộng 1,5 đến 1,75 mét. Giữa các luống, bà con chừa đường công tác rộng khoảng 15 cm, tức là rộng bằng khoảng một đường cuốc. Sau đó, dùng cào gỗ có 7 răng, khoảng cách giữa các răng là 25 cm, kéo dọc theo băng luống để tạo thành 7 đường rãnh làm dấu trên mặt luống. Lưu ý, hai rãnh ngoài cùng cách mép luống 12,5 cm. Khi rúi phân, bà con chỉ rúi trên các đường rãnh. Như trên hình vẽ, bà con thấy luống rộng 1,75 m, đường rãnh cách nhau 25 cm, đường công tác rộng 15 cm và hai rãnh ngoài cùng cách mép luống 12,5 cm. Kỹ thuật bón phân viên cho lúa gieo thẳng. Thời điểm rúi phân. Sau khi làm luống xong, đất ráo và vẫn còn mềm thì bà con có thể tiến hành rúi phân viên. Chuẩn bị phân viên. Bà con có thể bỏ sẵn phân viên vào ca nhựa, xô hoặc thau. Lưu ý là lượng phân viên trong ca nhựa, xô hoặc thau phải đủ để bón cho ít nhất một luống. Vì nếu nửa chừng hết phân, nếu quay lại lấy thì khi trở lại sẽ không nhớ là mình đã bón đến đâu. Cách rúi phân. Bà con bước chân vào trong luống để rúi. Rúi theo hướng đi lùi. Mỗi lần bà con rúi theo hàng ngang. Các điểm rúi đúng vào vị trí các đường rãnh làm dấu. Khi rúi xong một hàng ngang, bà con dùng mắt thường ước tính khoảng cách 25 cm để rúi hàng tiếp theo cho đến khi hết ruộng. Bà con lưu ý, một tay chuyên dùng để rúi phân, tay kia phải giữ luôn khô ráo để lấy phân viên từ trong thau ra. Rúi đến đâu, kéo thau đến đó. Bà con lưu ý là rúi phân viên sâu xuống ruộng từ 7 đến 8 cm, tức là khoảng từ đầu ngón tay đến mu bàn tay.
Rúi xong, dùng tay thoa nhẹ bùn lấp kín viên phân tại điểm đó. Sau đó, đi trên đường công tác và dùng trang gỗ để cào nhẹ bùn lấp các vết chân, làm phẳng mặt luống để không đọng nước, rồi tiến hành xạ lúa. Như trên hình vẽ, bà con thấy viên phân nằm trên các đường rãnh. Mỗi viên cách nhau 25 cm. Viên phân cách mép luống 12,5 cm.